Tại chức là tấm bằng hình thức. Tại chức là học để được tại vị thăng chức. Tại chức là mặt hàng chất lượng thấp. Có rất nhiều lý do dẫn đến làn sóng tẩy chay hệ đại học tại chức từ nhiều địa phương và dư luận xã hội. Thế nhưng, nguyên nhân chính thực sự do đâu? Người học, người dạy không nghiêm túc hay do cách quản lý quá lỏng lẻo? Cùng nhìn lại vấn đề thời sự đang gây xôn xao trong dư luận xã hội. Vì sao bằng đại học tại chức bị tẩy chay? Đối thoại trẻ tháng 9, truyền hình trực tiếp lúc 18 giờ ngày 30 tháng 9 trên kênh VTV6.